tiền là bữa nay là từ Vũng Tàu về Sài Gòn, được má nuôi dắt cho đi lên trong tòa nhà cao, cực kỳ cao luôn. Đấy, tận hưởng chỗ cái hồ bơi cực kỳ là đẹp luôn. Đó, đây là bé Tiền nè, còn mẹ của bé Tiền kìa, mẹ dắt con đi bơi. Mà bơi hồ cạn thôi, mẹ không biết bơi nên không có hướng dẫn cho con bơi được. Thế mẹ ha. Chị các bạn, thì bên mình là có bán nước cốt nhào, thì cái này là chị nhức mỏi nè, đau khớp hoặc là mình có bị mập á, mình uống giảm béo được nè cô chú. Nên là cái chai này thì 350.000, mình ship toàn quốc luôn nha cô chú. Còn bên mình thì cũng có thêm mật ong nguyên chất là 100%, 1 lít là 1 triệu. Thì cô chú anh chị các bạn nào có mua thì cứ liên hệ với chúng em ha. Mẹ chỉ dắt con gái đi chơi sơ trên bờ hồ thôi. Đây là tầng thứ mấy nè? Thứ 6 hả? Đó, hai mẹ con đi vòng vòng ha, đi dạo ha. Ủa à? Chị, trên thành này mình đi mình mang dài được không? Không sao. Dạ, để em biết, để em lọt dài. Trên đây cao quá ha. Đó kìa, nó đợi tuột kìa. Tuột hả? Rồi tuột lại tuột đi. Đi, hai má đi, má con tuột nha. Trời ơi, hai mẹ con trở về tuổi thơ luôn. Đúng là mẹ cu te mà con cũng cu te luôn nha. Hai mẹ con cu te luôn. Cái này là của bé Bi phải không? Hai mẹ con cu te ghê không? Đã mẹ lên con. Không có chui vô đó không kìa. Chứ nó chuột cao hơn nữa đó. Cao hơn nữa đó. Cái này là cảm giác mạnh đó. Leo có nào thì trời không biết. Không, leo lên trên này nè. Leo lên trên này. Ê, bé Tiền, cho chú hỏi cái này hả tuột nè. Bây giờ cái cảm giác của con về con gặp mẹ con rồi, cảm giác con như thế nào? Như là vui không? Vui đó, giờ nó mê. Nó đi về gặp mẹ nè, đó là hôm đó là hai mẹ con ở ngoài Vũng Tàu, hai mẹ con đi ăn đi uống nha ha. Thì hôm nay là mới đưa bé Tiền vòng trở lại đây để gặp mẹ ở Sài Gòn. Rồi mới đưa cho bé đi về dưới Bạc Liêu. Bó tài. Ừ, 8 tuổi nhưng nít chứ. Vô leo trèo luôn quá, đúng ngày của bé Tiền luôn. Ngày hại luôn. Để canh canh lỗ. Dở gì đây nè, canh lỗ nè. Đã chưa? Thêm cái nào không? Thêm cái nào không? Đi lên ngồi vô đây nè, lắc lắc nè. Ừ nè, đó. Trời ơi, vô luôn. Trời ơi, có chừng mà hư con ngựa con ráng hen. Trời ơi. Hôm nay được lên má nuôi phải giữ rồi. Kìa, lên chiếc mô tô kìa. Đó. Bữa nay lên trên nhà má nuôi cái quậy quá trời rồi. Đó. Đã rồi, phải rồi. Rồi như là rồi đó, hai mẹ con sống ảo đi đó, sống ảo đi đó. Ừ rồi, hai mẹ con lên đi. Rồi bắt đầu ai cầm hình chụp hình cho hai mẹ con đi. Đâu gì đa đâu, con đi đưa hoa lên con chụp cho. Ủa con có đem theo không chị? Ủa con kia đâu rồi? Thì bây giờ đó, sao như là bữa nay là cái cảm giác là từ Vũng Tàu con về đây con thấy làm sao? Vui là cái trước tiên, là vui là khi gặp mẹ nuôi. Cái thứ hai là đầu giờ chiều đi về gặp mẹ ruột ha. Đã chưa? Đó, hai mẹ con làm kiểu đi, làm kiểu đi đó. Đó, cụ tè ghê chưa? Đó, hai mẹ con kìa. Mở mắt cái tiền. Hai mẹ con phun nhau đi. Đó, rồi con phun lại mẹ. Ừ đó.
quá trời luôn rồi. Thì con gái thì đúng là con gái về gặp mẹ có khác ha. Như là một người mẹ mà thương đứa con cực kỳ ha. Trời ơi, tụi bay quay tao không có gì tao mặc đồ ghê quá, mặt ghê đẹp quá. Mà ghê quá. Con lại cái ghế, con ngồi đi là rồi, có như chụp không không đồ, đồ, đồ. Chị mà chị mà con chị chụp luôn đi. Hai mẹ con chụp đi. Năm sau mới gặp lại mà. Còn ở trên là phòng gym. Đó, trên đó là phòng gym đó. Đang tập nha cô chú. Đang tập gym trên. Đúng căn hộ cao cấp ha. Mấy người nước ngoài. Nhìn nè, nhìn lên mặt màn hình coi, nhìn màn hình coi. Đó. Quá trời. Ok. Vui quá thật luôn à. Thấy ông má mi cho bằng đi. Chị đi là hơn nửa đường rồi. Mà phải dòng lại nghe nói con gái về cái là chạy lẹ về. Chạy lẹ về ha. Có chứ, bạn tôi đợi, chạy nó cho đợi đi. Bây giờ con gái thì mình gặp có bữa nay thôi. Thì bây giờ là mẹ bé Tiền sẽ dắt bé Tiền để chỉ những cái trên thành phố để cho bà bé xem. Phải đứng ngay chỗ cái bông này để má mi chụp trong tấm này con đứng rồi. Đi rồi, đứng thẳng đi. Cho má, má mi chụp ảnh cho con. Đó, đứng. Đứng là khép nép lại rồi đồng rồi. Làm gì tự nhiên phanh tay vậy, thả tim. Hai tim cho má mi. À, chói quá. Đây là mình đang đứng trên tòa nhà cao nè cô chú ơi. Nè, những tòa nhà này là ở Sài Gòn nha cô chú. Đây là mình quay từ trên cao mình quay xuống nè. Đó. Hết không? Hết không? Đây. Thôi giờ đi lên lại đi. Đúng mà. Trời ơi. Đạp lát là hết đi về nổi luôn đó. Tập thể dục luôn. Nói như là mẹ hướng dẫn cho con bước đầu để tập gym. Đó rồi xong. Có biết sao hồi nãy bé Tiền đi đây nói sao nhà cao quá gì. Đứng nhìn hoài luôn, nhìn đó, từ trên nhìn dưới nè. Hướng dẫn cho con gái tập thể dục. Tại vì hôm gái ăn nhiều quá lên cả tuổi rồi. Tội nghiệp cái bằng đạp con ơi. Tội nghiệp cái bằng đạp. Hôm nay là đầu mẹ dắt con gái đi về nhà. Lên nhà nãy giờ là mình đi chơi nhà hàng xóm mà. Bữa nay là mới về chính thức là nhà của mẹ bé Tiền. Bé Tiền mặc đồ sai ra nhiều hết trơn. Dạ đúng rồi. Như là bạn hình như là sai chúng chị luôn. Sai chúng chị. Rồi bây giờ anh em mình sẽ vô cầu thang để lên nhà mẹ bé Tiền. Vô. Vui không con? Vui không? Vui phải cười coi. Rồi như là bây giờ cái cảm giác của con về con thấy như là mẹ thương con vậy thôi rồi con như thế nào? À, thương mẹ phải không? Con có là gì không? Có gì? Có gì muốn nói với mẹ không? Nói với mẹ kìa. Nói mẹ dạ, đi. Dạ, cảm ơn mẹ dành tất cả những yêu thương cho con. Trời ơi. Lớp vô bằng luôn. Thiệt tình luôn. Ôi, nói một câu nó trời thôi. Xin lỗi chị không nổi. Trời, chị không nổi luôn. Thấy không? Ở trên má cái vô điểm nắng vô không? Dạ. Lên tầng 25. Ủa, tầng 26 chứ? 25. Dạ 25 hả chị? Cái tầng 29 là cho tao mướn là cho người nước ngoài mướn. Dạ. Cái này là tính mai mốt là cho bà chị và cho B&B là cái gì cũng còn gì không? Dạ. Giống như cái khóa nhìn quá không biết nữa. Rồi, vô nhà mẹ đi. Vô đi, còn mình mới vô. Ừ, đúng rồi. Ừ. Rồi em khỏi ra để tôi anh đứng ngoài khỏi vô để cho chị nói chuyện với con gái chứ đi. Thì để anh em mình dành cái không gian riêng cho hai mẹ con này ha.
Rồi có gì hồi nãy mình sẽ cập nhật sau. Salon mát này đang bỏ túi anh. Là chị cho bà ngoại với mẹ bé hả? Cái này là gì chị? Gom xin gom hả? Rồi cảm ơn chị này nè. Bỏ ra luôn đi pin. Đây là xi gom Mỹ nha. Rồi, salon mát nè. Nhét vô luôn. Ở phát mới luôn đi. Cái này cái đầm á tao để lên cho gói lại cho đi. Đi ba, đi. Còn nóng quá. Nói nửa tiếng nữa. Đã cái đường tới rồi. Một bên là bạn, một bên là con gái nên là phải chọn cái đường gặp con gái chứ gặp bạn sao. Bây giờ đi đâu ăn hả? Trời ơi, ăn mặc gì để đi mất xa. Trời ơi, ăn mặc cái gì? Mày rảnh ghê vậy. Cầm đây, cầm đây. Chứ bỏ vô xe. Cầm đi. Tôi xuống bỏ vô xe không? Trời ơi, bên má cũng bí gì quá. Trời ơi, giờ này đủ đi ăn mà mình mặc mày nó ghê quá. Đẹp mà. Nôn chị không có gì hết trơn á. Tại lo đi mua đồ. Dạ. Giờ phải che lại. Dạ, lo về nước bận rộn quá. Không, cô về lúc nào cũng bận rộn hết trơn. Nhưng mà từ sáng giờ cô không có, tụi nó cứ hối đi mà. Trong lòng mà tại vì có hẹn là tụi em đưa gái về đó đúng không? Hẹn đó mình không có muốn đi đâu hết trơn á. Dạ. Bởi vì tao đóng đùa, tao nhắn mà không thấy trả lời. Tại vì tụi em đang trên đường chạy đâu, móc điện thoại ra đâu. Em à, em sợ không? Bộ câu đó tha. Thích không con? Đi về ráng ngoan nha, niệm Phật nha con, nghe không? Dạ. Mỗi tối trước khi ngủ cái năm môi gì đập tại chợ dưới chỗ nó là nhiều vậy đó. Dạ. Nhưng mà xa chắc là con lấy xuống dưới một chuyến nữa. Xuống dưới một chuyến rồi dắt nó lên đi. Dạ. Nghe không? Dắt lên đi làm đấy con ha. Không, tại vì đi Vũng Tàu một chuyến thầy kêu tuần sau đi. Dạ. Nên là đưa về cho gặp bà ngoại với mẹ rồi tuần sau á tụi em tranh thủ chạy ngoài chuyến nữa. Dạ. Nhớ cho mẹ đó. Dạ. Đợt này về cố gắng thầy dặn cái gì rồi nhớ nha con. Để mình niệm Phật cho mau hết bệnh để đi kiếm tiền nuôi mẹ nữa. Anh này là gì đó, tụng kinh rất là hay. Nó con nó. Dạ, tụng kinh rất là hay. Có gì để cho anh ấy. Đó. Rồi, ra con. Rồi thì bây giờ anh em mình đã xuống dưới rồi cô chú ơi, nên là thì trên cái chuyến hành trình từ Vũng Tàu mà trị bệnh xong cho bé Tiền, khi mà anh em đi về thì cho bé Tiền ghé thăm mẹ nuôi ở Sài Gòn quận 2. Thì bây giờ anh em cũng đã đưa bé Tiền đi về đến chỗ gần chỗ công ty của mình đó, thì anh em cũng sắp xếp để mà đặt xe, thì có thể là trong vòng chiều ngày hôm nay anh em sẽ cho bé Tiền đi về quê để thông báo cho mẹ với bà ngoại biết được cái tin là mình đã ổn định. Mình đã hết bệnh rồi. Hai bé Tiền ha. Thì khi mà nãy di chuyển từ bà Vũng Tàu đi về hôm giờ thì tới gặp mẹ nuôi thì cảm nhận của em như thế nào? Dạ vui. Ừ. Rồi thì rồi sao nữa? Dạ. Sao con nói đi. Mà cả cái gì? Sao đây có nói đi. Ý là có chuyện gì muốn nói hay sao? Bữa giờ mình đã đi đồng hành mấy tháng trời, quen biết quá rồi. Dạ, con muốn là đi về sớm để nói cho bà ngoại với mẹ biết. À. Con muốn đi làm liền. Là giờ là muốn đi làm liền hả? Thì bây giờ tạm thời là đi trên đường mình đi về nè, thì thông báo cho ngoại mẹ hay gì đó sắp xếp rồi em coi sắp xếp, thì muốn lên làm thêm. Nói chung là trên chỗ của anh với mấy chú đây, cái công việc bán hàng thì em lên giờ nào cũng có công việc lúc đó hết á, không cần phải lo chuyện đó ha. Bây giờ thì mình thoải mái mình đi về, đi về chơi với nhà một hai hôm hoặc gì đó thì lên. Nhưng mà con muốn gặp cô Hương nữa.
À là muốn gặp chị Hương ở chỗ cái chòi hoang á. Tại sao em muốn gặp cái cô đó dữ vậy? À thấy thương cô đó hả? Đi lên đây nè con. Nói chung là bé Tiền cũng xem được cái video clip của anh em về cái câu chuyện của chị Hương. Và chắc có thể là chiều ngày hôm nay thì anh em sẽ sắp xếp xe cộ xong thì vậy hết Tiền ha. Và cái đợt chuyến hành trình này thì có thể là anh em chắc là sẽ đồng hành cùng bé Tiền đi về bằng xe máy quý vị ơi. Đi quê bằng xe máy. Tại vì mấy lần trước á, thì anh em cũng như là được sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả là mua sản phẩm bên anh em, thì anh em dùng cái chi phí đó để mà di chuyển. Và trong vòng suốt cái chuyến hành trình mà để đồng hành cùng với bé Tiền trong vòng 2 tháng qua, nên là hiện tại thì cũng chi phí cũng hạn hẹp, nên thành ra bây giờ anh em có bao nhiêu thì giúp đỡ cho bé Tiền bấy nhiêu. Và trong chuyến hành trình này thì anh em sẽ đi bằng xe máy chở cho bé Tiền về quê luôn, giống như là giống như lúc khi mà đi từ Sài Gòn ra Vũng Tàu. Thì thấy bé Tiền cũng rất là khỏe nên thành ra bây giờ đợt này là sẽ cho bé Tiền đi từ Sài Gòn về Bạc Liêu bằng xe máy luôn ha bé Tiền ha. Hả? Đi hình như là lúc đầu đi xe hơi xây xe, nhưng mà đi xe máy từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, từ Vũng Tàu về Sài Gòn thì em cảm nghĩ như thế nào? Có giống như xe hơi không? Nhưng mà đi thì nó hơi cực hơn đúng không? Xe hơi mình có thể dựa được. Nhưng mà đi xe máy thì được nhiều cái loại thế hơn, là mình được ngắm cảnh này kia nọ. Ăn uống nghỉ nghỉ. Đúng rồi, thoải mái hơn ha. Nên là rất là mong quý vị khán giả yêu thương nhóm anh em cũng như là quan tâm câu chuyện của Bé Tiền. Thì bên kênh của anh mấy anh em cũng có bán những cái sản phẩm nó cốt nhà và ông gần và xăm. Thì quý vị khán giả có nhu cầu thì hãy liên hệ mua và ủng hộ cho anh em. Thứ nhất là sẽ giúp cho anh em có thêm những cái kinh phí để mà đi đứng, và thứ hai nó sẽ hỗ trợ cho những hoàn cảnh giống như bé Tiền và chị Hương. Thì chuyến đi lần này thì cho bé Tiền giống như những gì bé Tiền mong muốn, và sẽ ghé thăm chị Hương. Mà khi mà về thăm cô Hương thì hôm qua anh có nghe nói em chuẩn bị hoài đó bé Tiền. Là em chuẩn bị cái gì để ra tặng cho cô Hương vậy? Em sẽ bật mí cho mọi người biết được không? Là em tặng cái gì? Tặng gì con? Tặng gì mà không nói? Là giữ bí mật đúng không? Thì thôi bây giờ nè, qua bên chỗ nhà nghỉ của cái cô quen này cũng ngủ nghỉ ngơi đi. Xong rồi á là mình chiều bắt đầu là đi ha. Ừ, để cho mấy chú như chú Pin nè, chú Quy nè đi về nhà rồi lấy quần, sắp xếp quần áo xong rồi mình sẽ đi xuống dưới đó một chuyến. Rồi xuống dưới thì có thể là trong cái quá trình mà anh em đưa bé Tiền về quê rồi xong quay trở lên lại thì bé Tiền sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và một cái hành trang mới ha. Lần này là có thể là rất là anh em rất là vui mừng luôn, nhưng mà có thể là cho bé Tiền ở đây buôn bán một thời gian rồi tính tiếp, tạm thời là như vậy. Và vừa ở trên Sài Gòn thì cùng với lại mấy anh em di chuyển đi ra Vũng Tàu để gặp thầy lần, tại vì cuối tuần sau là thầy có kêu là đi ra gặp thầy một chuyến nữa. Nên là bây giờ cho bé Tiền về dưới thăm nhà xong, sắp xếp lên đây là anh em sẽ chỉ cho bé Tiền cách thức buôn bán, rồi cho bé Tiền ở văn phòng để làm theo bé Tiền ha. Ừ. Rồi vậy bây giờ là coi sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi đó, chiều mát rồi mình về ha. Về chứ chắc là có thể là nếu mà về tới chỗ cô Hương chắc là chắc tối rồi đó. 3-4 giờ chiều tối rồi ha. Người ngủ nghỉ rồi chút xíu đi, rồi đừng cho khỏe mình đi. Vậy là bây giờ là em muốn là đi về dưới thông báo cho mẹ với ngoại biết, xong là để đi lên để có việc làm kiếm tiền liền đúng không? Thì bây giờ trên kênh của mấy chú nè với anh nè
thì em có cái lời nào để gửi cho quý ông bà cô chú anh chị mà sắp tới để ủng hộ cho em về giống như là những gì em muốn không? À, em nói đi, em nhìn vô ống kính nè, em nói cho bà con nghe đi. À, vậy là bây giờ em muốn cô chú mà giúp đỡ cho em là mua những cái sản phẩm ủng hộ em đúng không? À. Vậy thay vì bây giờ mọi người ủng hộ em bằng cách là giúp đỡ cho em bằng tiền thì em nhận không? Không. Sao em không nhận? Hả? Thì trong nhóm anh em á, đặc biệt rất là quý ở với tiền và ở cái điểm này. Tại vì khi mà ngay từ đầu suốt hành trình rất là dài với bé Tiền, là gặp bé Tiền từ lúc đầu tiên tới bây giờ và trải ra bao nhiêu cái vất vả cùng với bé Tiền, thì anh em trong nhóm cận kề lúc nào cũng với bé Tiền nên hiểu được cái tính cách của bé Tiền, sống rất là chân thật. Và khi mà anh em hồi nãy mà không kịp chia sẻ với diễn giả trên cái chuyến hành trình mà đi gần tới Sài Gòn, bé Tiền nhìn những cái ngôi nhà cao to, bé Tiền cứ giống y chang như là một người mà không biết thể diễn tả như thế nào vậy. Nhìn những cái ngôi nhà cao to, bé Tiền chỉ cái đó là cái gì, nói chung là không biết cái đường nào mà diễn tả nữa luôn á. Rồi xong khi là lên nhà mẹ nuôi mà đi cầu thang lên rồi bị xây chóng mặt luôn, đúng không bé Tiền? Khi mà em lên nhà cao tầng vậy em thấy sao? Ôi, em biết một cái nhà đó là bao nhiêu tiền không mấy này? Trời, nhiều tiền lắm đó. Khi mà bé Tiền đi ngoài đường xá thì xe gộ đông đúc nè, rồi xong nhìn những ngôi nhà cao tầng, đặc biệt là chui qua cái sông Sài Gòn Hồng Thủ Thiêm nữa, bé Tiền la làng lên, bé Tiền sợ là khi đoạn đó này anh em không có quay, chạy xe máy nên là không thể quay được cho quý vị khán giả xem được những cái khoảnh khắc của bé Tiền khi mà lần đầu tiên đi lên Sài Gòn. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi. À, bây giờ cho bé Tiền nghỉ ngơi xong thì bắt đầu mát rồi mình sẽ hành trình mình đi về ha. Rồi ok, giờ em nghỉ ngơi nha.